Xin chào các bạn, quay trở lại chương trình Mỗi Ngày Một Sản Phẩm của công ty Thế Giới Máy. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về sản phẩm máy chăn nuôi thương hiệu Takio do công ty Thế Giới Máy sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đầu tiên tôi xin giới thiệu với các bạn về sản phẩm máy ép cắm viên. Hệ gia đình sử dụng điện 220V, 150, được sử dụng motor 3kW, dây đồng. Máy được bảo hành 12 tháng, motor nỗi 1 đổi 1. Tiếp theo là dòng máy băm nghiền đa năng Takio TK2020. Máy có chức năng băm nghiền thân cây chuối, băm đều, nhỏ, mịn và không bị chảy nước. Máy có thể băm được các loại rau bèo, các loại thân cỏ tươi như thân cây bắp, cỏ voi và các loại cỏ thân mềm. Máy cũng được bảo hành 12 tháng, motor 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Và dòng thứ 3 chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn là dòng máy thái cỏ TK1.1. Dòng máy thái cỏ TK1.1 sử dụng motor 1.1kW, có thể băm được các loại rau bèo, cỏ và thân cây chuối dạng nhỏ. Máy có chức năng thái mỏng, thái nát giống như chúng ta cầm dao để thái. Và tiếp theo là người anh lớn của dòng máy thái cỏ TK1.1. Đây là dòng máy thái cỏ Takio TK1.5. Máy có cửa miệng vào lớn hơn, chức năng có thể băm được nhiều hơn, nhanh hơn và thái mỏng, thái dày tùy theo kích thước mình bỏ vào. Hai dòng máy thái cỏ TK1.1 và TK1.5 đều được bảo hành 12 tháng và tất cả dòng máy bên công ty Thế Giới Máy sản xuất và phân phối đều được bảo hành 12 tháng, đặc biệt motor được 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Và tiếp theo là một dòng máy băm nghiền thùng inox TK2.2. Dòng này có thể băm nghiền được các loại rau củ quả, các loại quả chuối hay là củ riềng, củ nghệ, tất cả các loại củ mì hay là các hạt ngũ cốc để nghiền thành bột hoặc thành cám để cho gia súc gia cầm ăn. Và trong thực phẩm thì có thể nghiền thành bột để ép lấy nước cốt, ví dụ nước cốt dứa, cốt chanh, nước cốt dừa và tất cả các loại trái cây để ép thành cốt. Và đây là dòng máy băm nghiền đa năng TK3.0. Dòng này có thể thái và băm chuối dạng nhỏ đường kính dưới 10cm và có thể băm được tất cả các loại cỏ, loại rau, loại bèo và có thể nghiền được các loại ngũ cốc như ngô, khoai, sắn, mì ra thành cám. Và đặc biệt hơn nữa là dòng máy này có thể băm được các loại ốc, cá nhỏ, các loại cua, các loại tôm để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Và cuối cùng trong hệ sinh thái của máy chăn nuôi là một dòng máy băm chuối đa năng. Máy băm chuối đa năng có thể băm nhuyễn, có góc nghiêng rất phù hợp với lại những người già và trẻ nhỏ, có thể đưa lên bỏ vào và không bị chịu lực nhiều. Dòng này có thể băm được tất cả các loại chuối và rau bèo thân cây mềm. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn về dòng máy băm nghiêng TK Takio. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn về máy băm chuối nghiêng Takio 2020. Bây giờ tôi sẽ mở nắp ra cho các bạn xem về kết cấu của máy. Máy được bảo vệ rất an toàn nha các bạn. Là khi mà chúng ta mở nắp cài ra thì chúng ta mới mở được máy ra. Bên trong được thiết kế bằng một dao hai lưỡi thép rèn công nghiệp. Và bên trong lưỡi dao sẽ có hệ thống để làm cho chuối có thể nhỏ và nhuyễn ra được. Cụ thể mình sẽ giới thiệu chi tiết về công nghệ làm dao vào một video sắp tới. Vâng, khi mà cho nguyên liệu vào thì máy sẽ xoay tròn và sẽ băm nguyên liệu ra và nguyên liệu rớt xuống dưới. Máy băm chuối nghiêng TK2020 rất là tối ưu, đặc biệt là về chỉ số an toàn. Khi mà chúng ta sử dụng máy thì bắt buộc chúng ta phải đóng nắp vào thì mới sử dụng được. Khi đóng nắp vào thì chúng ta cài khớp nối rất là đơn giản. Máy được thiết kế hệ thống chân trói ra sau rất là vững chắc để khi mà chúng ta băm dùng được như thế nào,
rất là vững chắc, không có bị đổ ngửa. Và đặc biệt tối ưu, máy rất là nhỏ gọn, sử dụng điện một pha 220, motor 1,5 kW, rất là nhỏ gọn, tối ưu hóa hình thức vận chuyển đến toàn lãnh thổ Việt Nam cho bà con nông dân. Bây giờ tôi sẽ cắm điện vào để sử dụng con máy này để cho các bạn xem. Sau khi đặt máy ở vị trí vững chắc thì chúng ta bắt đầu là cấp nguồn điện cho máy. Hôm nay tôi sẽ test cho các bạn về những sản phẩm sau. Thứ nhất là bên thế giới máy sẽ test cho các bạn về các loại bèo lục bình và rau muống, các loại cỏ và cây chuối và các loại mùng. Sau khi đặt máy ở vị trí vững chắc, chúng ta sẽ cấp điện cho máy và test. Đầu tiên chúng ta sẽ test bằng lục bình ha. Lục bình sẽ tự hút vào, mình không cần phải bỏ gì hết. Đây là nguyên liệu rau muống. Đến là nguyên liệu cỏ voi. Đây là lọc mùng. Và tiếp theo chúng ta sẽ test bằng cây chuối nha các bạn. Trước khi cho chuối vào trong máy, chúng ta sẽ kiểm tra cái đầu này, tại vì cắm trong đất đôi khi đá sẽ dính vào sẽ bị hư dao.
còn đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con. Đây là thành phẩm khi chúng ta băm ra. Đây là nguyên triệu chuối nha các bạn. Chuối băm cũng rất là nhỏ và nhuyễn, không bị chảy nước, để dành cho gà, vịt và heo ăn. Còn đây là các loại cỏ mà mình băm nãy giờ. Bây giờ thì mình sẽ chỉnh cái lưỡi dao ra ngoài một chút để các bạn băm cho bò. Chúng ta nới nhẹ con ốc này ra. Sau đó chúng ta đưa ra ngoài một chút. Rồi chúng ta siết cứng lại. Sau đó chúng ta gài chốt lại. Rồi chúng ta cấp điện lại. Và đây là thành phẩm khi chúng ta băm với chức năng chế độ điều chỉnh cho bò, cho dê và cho heo ăn. Máy băm chuối nghiêng thương hiệu Takio, model TK2020, được bảo hành 12 tháng. Motor nỗi 1 đổi 1. Máy có chức năng điều chỉnh băm cho trâu, bò, dê, heo hoặc là gia súc, gia cầm và con vịt con ăn được. Máy có thể băm được tất cả các loại rau bèo giống như mình vừa test cho các bạn. Nếu như các bạn có nhu cầu muốn mua hàng hãy liên hệ với Thế Giới Máy .vn hoặc liên hệ số điện thoại hotline bên dưới YouTube. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn chi tiết về các sản phẩm về dòng chăn nuôi. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.